Nhất Thanh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với phần chương trình Thế giới trong tầm tay ngày hôm nay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Thanh phụ trách. Nhất Thanh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh, chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là phần 3 của chương trình nói về đất nước Peru. Mà nói đến Peru thì không chỉ nói là về con người không thôi đâu, mà Peru đã có một cái nền văn hóa mà rất là thú vị, mà trong hai lần trước thì anh Thắng có dịp kể cho chúng ta nghe thì rất là hấp dẫn và biết được thêm được nhiều những cái thổ dân của hồi xưa về thời đế chế Inca, mà những anh nghe anh thấy rất là hấp dẫn mà thấy học thêm rất là nhiều thứ. Thì trong phần 2 thì anh Thắng có nói tới về những cái vấn đề tâm linh và những cái nền văn hóa của người Inca. Thì mình có nói sơ qua về cái bức tượng này rồi, mình không có nói sơ qua mà mình nói rất là kỹ. Tiếp theo là cái hình này, nhanh cầm lên chút xíu được không anh Thắng? Về cái này thì nhìn có vẻ thì giống như cái thánh giá quá anh Thắng. Và trong đây thì có cái biểu tượng này là không biết có phải giống mặt trời hay không. Đúng rồi, mặt trời. Dạ, còn cái này là con rắn, còn cái này là báo. Ồ, nó như vậy thì nó cũng giống như cái cũng liên quan tới cái tượng này mà trước mình nói đúng không anh Thắng? Nhưng mà còn cái này là cái gì anh Thắng ha? Tức là con báo, con rắn, đây là con đó. Chim. Dạ, còn đây là mặt trời. Dạ. Thế tuy nhiên thì tất cả những cái này mà Nhất Anh có thể nhìn đây đó, dạ, thì đó chỉ là những cái người sau này họ làm ra để họ làm thêm thôi. Dạ. Chứ thực ra nguyên thủy thì đây là một cái nó phải, trước khi nói về cái hình tượng này, có lẽ phải nói thêm một chút xíu về cái khu vực địa lý của Peru. Peru là một cái đất nước mà ở Nam Mỹ đó, nó có một cái dãy núi rất là dài. Dạ. Và cái dãy núi là dài nhất thế giới, nó chạy suốt từ Colombia, tức là đầu của Nam Mỹ, nó chạy suốt, nó gần sát dưới Chile. Và cái dãy núi nó dài tới khoảng 7.000 cây số. Thì đó là một cái dãy núi mà người ta gọi là dài nhất thế giới. Và tên của nó gọi là Andes. Yeah. Andes. Và cái dãy núi đó thì người ta gọi nó là khi nó đi ngang của Peru thì nó trở thành một cái văn hóa. Và cái văn hóa đó thì người ta gọi là Andean Cross. Tức là cái giống như một cái cross Andean. Thực sự đó, khi quý vị lên trên khu vực cái đền đài Machu Picchu thì chúng ta sẽ có dịp nhìn ở trong cái khu vực mà đền đài, tức là phần làm tế lễ đó, yeah, thì chúng ta có thể nhìn được một cái tảng đá. Nhưng mà cái tảng đá đó thì nó rất là đặc biệt. Nó không phải là một tảng đá như thế này chúng ta nhìn đâu. Yeah. Mà một cái tảng đá đó thì nếu mà nói chia ra thì nó chỉ có một nửa này thôi. Và một nửa này được người Inca họ đục đẽo và họ để ngay trên mặt đất. Nhưng mà trên mặt đất đó, thì chúng ta có thể hình dung, Nhất Anh có thể hình dung như thế này. Là vào cái ngày mà, cái ngày dài nhất, ngày khi mà ánh mặt trời chiếu thẳng xuống thế này đó, thì tất cả những cái hình, cái bóng của cái phần này đó, nó sẽ tỏa xuống phía sau. Tỏa xuống phía sau, và khi ở phía sau chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình như thế này. Tức là một cái nửa này và nửa phía sau nằm như thế này, nằm trên mặt đất. Thành ra chúng ta nhìn giống hệt như thế này. Và đó là một cái biểu tượng về vấn đề mà người Inca đã dùng nó để mà biểu thị cái ba cái con vật này. Yeah. Upper world, world, inner world. Yeah. Thành thử đây một nửa này thôi. Và nó tạo ra một cái hình như thế này. Và đó là cái phần mà người Inca họ tin rằng đó là một cái cross, tôi cũng không biết dịch như thế nào, nhưng có lẽ là một cái biểu tượng cho cái vấn đề tôn giáo của người Inca, tượng trưng cho ba thế giới. Yeah. Đó. Và ba thế giới thì người ta nghĩ ngay là con chim condor, yeah, con puma và con snake, con rắn. Yeah. Và đặc biệt nữa là quý vị khi đến cái kinh đô của người Inca, của đế chế Inca đó, như trong cái dịp một lần trước mà chúng tôi có dịp nói đến là thành phố Cusco đó. Yeah. Thì cái thành phố Cusco đó, cả cái thành phố đó trong cái thời của người Inca có hai con sông chảy dọc theo vào cái thành phố Cusco, và hai con sông đó nó được giống như hình của con báo, con puma. Yeah. Thì con puma này đó thì người ta đã làm ra cái hình ảnh đó là con puma, và cái thành phố được xây cất theo cái hình dáng của con puma. Và cái đầu của nó là một trong những cái di tích rất là nổi tiếng của người Inca và bây giờ vẫn còn nổi tiếng cho đến thế giới ngày nay. Và khi quý vị đến thăm cái văn hóa ở Inca, thăm cái kiến trúc của Inca, là mình thế nào cũng phải đi thăm đến một cái di tích lịch sử, di tích kiến trúc và rất là vĩ đại. Cái khu vực đó nó gọi là Sacsayhuaman.
Sexual Woman. Thì ở đó chúng ta sẽ thấy nguyên cái hình cái đầu con báo được xây dựng ở đó, và qua những cái hình ảnh chúng tôi có thể đưa cho quý vị qua những cái xem cái con báo như thế nào, và chúng ta thấy là người Inca ngày xưa vào cái thế kỷ thứ 15 họ đã hình dung ra được cái hình tượng của một cái con báo, và họ xây cái thủ đô của họ theo hình thức giống như vậy. Và đặc biệt là cái lưng của con báo và cái chân của con báo là hai dòng sông ôm lại với nhau và nhập lại. Còn phía trên đó là cái núi, và cái núi đó chính là Sexual Woman, và đó là cái đầu của con báo. Và chúng ta thấy hình dung đó, 500 năm trước họ đã xây dựng một cái thủ đô, và họ biết rằng cái thủ đô đó là theo đúng cái phần tâm linh của họ, theo cái niềm tôn giáo của họ. Thành ra mình thấy họ cũng có một cái gì khác biệt lắm. Có nghĩa là những kiến trúc của người Inca được thể hiện rõ qua nhờ cái kiến trúc mà cái nền văn hóa của người Inca được thể hiện rất là rõ, mà cho đến bây giờ mà vẫn giữ được, mà người ta vẫn khám phá ra được, là đó là nhanh nghĩ là cái điều rất là quý giá, mà cái gì đó là to lớn lắm. Đúng vậy, tôi tin là những cái đó tôi đã lên cả cái ngọn đồi để tôi xem xuống cái coi cái đầu con báo, cái mắt con báo, và công nhận như thế này. Mình nhìn những cái di tích đó thì quả thực là mình rất là cảm thấy ngậm ngùi, mình cảm thấy khó chịu với người Spain. Họ đã đến họ tàn phá tất cả những cái một cái kiến trúc mà để lại cho nhân loại. Và dĩ nhiên thì trong cái thế kỷ từ 17, 18, 19 thì mình không nói được rồi. Tại vì tất cả những gì họ đến, họ chỉ mục đích họ là đào vàng, đào bạc, lấy tất cả khoáng sản để đem về thôi. Thì dĩ nhiên bằng mọi giá thì cái gì mà họ nghĩ là có giá thì họ đều làm cả. Thì cái người Spain đó đã gọi là hủy diệt cái văn hóa và hủy diệt những cái di tích lịch sử của người Inca khá nhiều. Và bây giờ thì thế giới cũng đang cố gắng đến để giúp đất nước Peru nói chung và giúp cái khu vực Cusco nói riêng để chúng ta bảo tồn lại những cái di tích mà của người Inca, đế chế Inca để lại. Và đó là một trong những cái trở thành những cái thắng cảnh về văn hóa, kiến trúc để cho hậu thế có thể đến thăm. Thế tuy nhiên phải nói thêm, không có nghĩa là ở Machu Picchu không có cái thắng cảnh thiên nhiên. Tại vì cái thắng cảnh thiên nhiên đó, nếu chúng ta biết lựa đúng chỗ và chúng ta đứng và chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại độ chừng 30 giây, và khi mở mắt ra, nếu trong một cái hình không gian trời trong và trời đẹp, chúng ta thấy tất cả những cái gọi là đồi núi như trùng trùng điệp điệp hiện ở trước mắt mình. Thành ra những cái đó là cái những cái tôi hay dùng cái chữ có duyên với mây, với gió, thành ra với mưa nữa. Và những ngày đẹp trời như vậy thì quả thực thì đứng ở ngay cái đền đài của Machu Picchu, mình thấy tất cả như núi thường trùng trùng điệp điệp chạy tới trước mắt mình. Và đó là những cái điểm mà như tôi vừa nói là có duyên mới được nhìn thấy. Nhưng mà có duyên không thôi đâu, nhưng anh nghĩ là cần phải có một cái tầm nhìn, là một cái suy nghĩ. Đúng mà rồi. phải nói am hiểu thì cũng là am hiểu, nhưng mà phải có một cái tinh thần. Nhưng mà thực sự thì nói, nếu chúng ta gặp một người hướng dẫn và có thể cho chúng ta, chỉ chúng ta được những cái đó, thì cái đó cũng là một cái hết sức là may mắn. Nhưng thì nhanh nghĩ là phải cũng một người phải am hiểu một chút, mà phải có tinh thần một chút, mà cũng là một người giống như là không phải là người hời hợt. Tại vì nếu như mà người hời hợt thì nhiều khi người ta nhìn cái này, người ta nhìn cái kia thì người ta cũng nghĩ ồ cái đó là... Nhất Anh kính chào quý khán giả của Người Việt TV đã đến với phần chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục vào chương trình phần thứ 2 của nói về đất nước Peru. Thì trong dịp lần trước thì anh Thắng có dịp đã nói về kể sơ cho Nhất Anh cũng như khán giả được biết là thành phố đất nước Peru về cái địa lý cũng như là một cái di tích lịch sử rất là nổi tiếng ở Peru, đó là Machu Picchu. Thì những cái mà biểu tượng ở trên tay anh Thắng mang về thì hôm nay mình sẽ nói sâu hơn về nó. Thì Nhất Anh cầm lên này chúc cho anh Thắng. Nhìn khá nặng nha mình. Dạ, nặng thiệt. Nhìn những cái này thì không biết là nhanh nhìn thì nhanh thấy đây là con rắn, còn đây là con báo, còn đây chắc là con chim, còn bên đây là một cái biểu tượng giống như là thánh giá. Vậy thì anh Thắng có thể nói sơ, không phải nói sơ mà phải nói kỹ một chút cho Nhất Anh cũng như khán giả được biết về những cái này được không anh Thắng? Cần nói thêm một chút xíu nữa là lần trước chúng ta có dịp nói về một cái kiến trúc của người Inca tại thành phố Cusco. Thì đó là một cái điểm đặc biệt. Nhưng mà chúng ta chưa nói kiến trúc về Machu Picchu, chúng ta chỉ nói về kiến trúc ở ngay trong thành phố Cusco thôi. Thế tuy nhiên thì
Cái Machu Picchu thì cái kiến trúc nó cũng không khác lắm. Tuy nhiên thì Machu Picchu đó thì nó lại mang tất cả những cái nét văn hóa của người Inca được đem từ cái thủ đô Cusco được sắp đặt vào trong cái Machu Picchu. Nói đến Machu Picchu thì người ta hình dung đó là như tôi có dịp nói đó, Machu Picchu được cái tên của ngọn núi già, và khi nói đến núi già là phải có núi chè. Thì cái núi chè nó có tên là Huayna Picchu. Thành ra giữa núi già và núi chè thì người ta đã có một cái thung lũng giữa hai cái đó. Thì ngay chính giữa thung lũng đó thì người ta xây một cái đền đài. Và trong cái đền đài đó cho đến bây giờ người ta vẫn chưa có đồng ý với nhau về đền đài đó là đền đài để làm đền thờ, hay là cái đền đài đó là một cái thành quách, hay là đền đài đó là nơi nghỉ dưỡng của tất cả những người quý tộc, hoặc là nơi đó để làm một cái thành phố nhỏ vừa bao gồm quý tộc, vừa bao gồm vua chúa, vừa bao gồm hoàng hậu, công chúa và dân thường. Thì người ta vẫn không có đồng ý với nhau về cái định nghĩa đó. Thế tuy nhiên thì khi đến Machu Picchu thì chúng ta biết là chúng ta sẽ có thể chia làm ba nơi, là một nơi để làm đền thờ, và có một nơi để dành cho những người vua quý tộc ở, và có một nơi dành cho những người giống như là bình dân, tức là người farm đó, người để trong một cái khu vực đó, nhưng mà chia làm ba phần khác nhau. Đó. Thành thử khi người ta vẫn gọi cái khu vực Machu Picchu thì nó hình thức giống như là một tu viện đúng hơn. Thành thử cũng khó, nhưng mà thôi tùy theo mình hiểu như thế nào cũng được. Nhưng mà khi đến đó thì chúng ta sẽ có thể thưởng ngoạn được cái ruộng bậc thang đó. Ruộng bậc thang là người ta đục sẵn từng cái thừa ruộng ở trên cái vách núi, vách trên núi, thì người ta làm là ruộng. Thì ở đây cũng vậy, thì người Inca họ đã làm ra những cái đó, và cái khu vực đó được nói để trồng trọt, để dành cho tất cả các thực phẩm cho những cái mùa khó mà trồng trọt. Và đồng thời họ cũng xây dựng những cái nhà kho, và đồng thời có những cái tháp canh nữa, thế nó mới lạ. Đó. Nhưng mà bên cạnh của những cái nông trại đó thì là một cái khu vực đền đài. Và trong khu vực đền đài thì người ta tìm thấy được một cái tu viện là cái đền thờ mặt trời. Và trong cái đền thờ mặt trời nó có những cái đặc biệt mà chúng ta phải đến Machu Picchu và chúng ta tìm hiểu, thì chúng ta mới thấy rằng ở cái đền thờ mặt trời đó là một năm họ có làm ra hai cái cửa sổ. Và cứ một năm vào ngày 21 tháng 6 và ngày 21 tháng 12 thì mặt trời sẽ chiếu đúng vào cái cửa sổ của một cái cửa sổ. Và 21 tháng 12 thì chiếu đúng vào cái cửa sổ bên hông. Thành thử chứng tỏ là người Inca ngày xưa đó, họ đã biết khá nhiều về cái thiên văn học. Thành ra họ biết cái mặt trời di chuyển như thế nào và để họ canh những cái đó. Cái mục đích chính mà tôi nghĩ thôi, khi người ta làm những cái điều đó, thì người Inca có lẽ họ muốn biết về bốn mùa xuân hạ thu đông để mà họ trồng trọt. Cái đó là quan trọng. Vì ngoài cái chuyện đền thờ ra thì chúng ta có thể đến thăm một cái giống như một cái kim đồng hồ. Một cái kim đồng hồ bằng đá, có nghĩa là họ đục cái tảng đá ra và họ để đó. Và họ đục nó hay lắm. Họ đục cái nhìn cái cách của nó, đục và mình biết ngay là hướng nào hướng Bắc, hướng nào hướng Nam, hướng nào hướng Đông, hướng Tây. Và hôm nào mà về mùa hạ đó thì cái kim của cái cục đá đó nó sẽ chiếu cái bóng của nó xuống đó, cái bóng dài nhất, tức là ngày nào ngày dài nhất. Còn cái bóng của cái tháng nào mà ngắn nhất là tháng đó có những cái ngày ánh sáng ngắn nhất. Thành từng khoảng 600 năm trước họ đã biết những cái chuyện đó, và họ làm theo cái kinh nghiệm, đồng thời chắc hẳn là họ phải có một cái gì đó để mà họ hiểu biết về thiên văn học. Nhưng mà cái đặc biệt nhất của người Inca đó là chúng ta thấy là người ta không biết viết. Tại sao anh Thắng lại nói vậy? Tại vì cho đến bây giờ người ta không tìm được cái gì của người Inca để mà có cái nét chữ hoặc là cái hình vẽ để cho người hậu thế hiểu được là người ta muốn nói về cái gì. Người ta chỉ có những tảng đá, người ta có những cái hình ảnh như vậy. Còn ngoài ra hình vẽ họ cũng rất là giới hạn. Họ cũng không có hình vẽ. Cái hình vẽ mà chúng ta đến ở Peru mà chúng ta biết là có những hình vẽ ở trên không gian, nhìn xuống là hình chim hay là này nọ đó, thì tất cả những cái hình vẽ đó là những cái hình vẽ của một cái bộ tộc khác nữa, Nazca, trong cái thời đại Nazca cách đây 2000 năm rồi, chứ không phải mới đây. Thành thử cái liên hệ của những cái bộ tộc 2000 năm đến bộ tộc 600 năm trước thì mình cũng không biết là như thế nào. Nhưng mà thì rõ ràng là
có ảnh hưởng với nhau, thành ra họ mới đem những kinh nghiệm của những người đi trước họ học và họ làm ra. Nhưng mà bù lại thì họ lại không có cái ngôn ngữ, họ không có một cái hình vẽ nào để lưu truyền cho hậu thế. À, cho đến năm 1613 đó, thì tôi nhớ không lầm, 1613, một người Tây Ban Nha họ đã hình dung ra tất cả những cái niềm tin tôn giáo của người Inca và họ đúc kết ra thành một cái giống như là một cái bản đồ là về tâm linh của người Inca. Thì trong đó người ta mới biết rằng à, người Inca đã chọn những con linh vật này là một cái biểu tượng cho tôn giáo của họ.